Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái deck của Rift, đó là Temple Big Spell. Thì nhiều bạn cũng đã biết cái deck này rồi. Thì cái cơ chế nó xoay quanh cái con này và cái con này, hai con này. Thì hai con này nó hoạt động trên cơ chế là nó sẽ discover ra những cái spell ở trong cái deck của mình và nó sẽ sử dụng. Và hai con này sẽ thành phế nếu mà những cái lá spell này nó đã ra hết ở trên cái tay của bạn thì nó sẽ phế. Nhưng mà thường thì ít khi nào xảy ra vậy lắm. Trường hợp hiếm lắm thì nó ra được 4 spell, ít nhất thì nó cũng ra được 2 spell thì mình vẫn sử dụng được. Con này thì nó discover thôi, còn con này thì nó sẽ discover là cái đó. River là cái kéo là một cái deck. Kéo cái lá đó trong cái deck mình ra xong rồi nó sẽ cắt luôn. Nếu mà là cái mind control thì nó sẽ cắt luôn. Còn cái dù cái này thì nó cũng cắt, nhưng mà cái này là cắt random. Ngẫu nhiên. Thì nếu mà ra spell thì mấy cái này sẽ phế. Thì còn lại thì mình cứ đánh y như một cái deck bình thường, tempo thôi. Đánh giữ rip để mà chay nó phay. Trong đó có hai con shadow này. Hai shadow này cái enter thì nó sẽ boost 1-1. Nếu mà không, nếu mà bên kia không chọn hai con này sớm thì bên đó sẽ rất là mệt mỏi đó. Thì vậy thôi, cái deck này xoay quanh chỉ có như đó thôi. Nếu các bạn xem xong video, các bạn thấy thích thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel nha các bạn. Nếu có thắc mắc đóng góp ý kiến gì cứ để lại comment phía bên dưới, rồi tôi sẽ trả lời cho các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn xem video gameplay của nó. Nghĩ đến để con này. Mỗi lần của mình lên chết thì nó sẽ giảm một cost ngon các bạn. Cắt chỗ death thì nó không có tác dụng nhiều. Thế thế nào bị dính cái đó? Thank you.
to do. Căng quá căng. Căng quá căng. Căng thật căng. Nghĩ là mình sẽ dùng phơi lan để giết con này nha. Không biết phải cào tao không? Excuse me, you are on fire. Mày chỉ đánh tâu rồi. Tâu rồi. Mày đi gót rồi.
Ja. Đâu hàng? Cần xít. I could see that you. Well played. Thấy 12 quái mẹ rồi, chưa kể nó kháng phép. Có gì đâu dọn. À, muốn chơi khô máu à. Thôi lần này kháng phép con là bị ăn cái Nature nó rồi. Revenge!